Hey, hello ông bà cô chú anh chị em nha. Hello hello, hôm nay là ngày đặc biệt nha, là ngày của mẹ. Happy Mother Day. Hôm nay là Thắm đi làm chưa có về nha. Lộc chuẩn bị cái này cho Thắm á. Thì surprise Thắm nha các bạn. Đó. Đây là Mother Day, là cũng là ngày của Thắm, birthday Thắm luôn nha. Thì hai ngày chung một ngày nha. Giờ là birthday của Thắm mà giờ là vừa làm Mother Day luôn. Thì đáng lẽ là ngày mà chủ nhật mới là Mother Day. Thì hôm nay là thứ bảy thì làm sớm một ngày. Surprise Thắm gì Thắm hôm nay làm về sớm nửa tiếng. Thì nay Thắm đi làm về sớm nửa tiếng cho nên surprise Thắm. Thì thứ bảy là Thắm mới về sớm nửa tiếng, nhưng mà không biết chừng nha. Thì còn khách thì làm còn khách thì làm nó thêm một chút xíu nữa. Cái này mua đặc biệt dành Mother Day và Birthday Day của Thắm năm nay nha. Thì lần đầu tiên chuẩn bị chu đáo vậy đó nha các bạn, lần đầu tiên mình chuẩn bị chu đáo vậy đó nha. Lần đầu tiên trong đời đó là cho người yêu được vui nha. Lần đầu tiên để làm cho người yêu vui đó. Hôm nay là ngày từng này là từng đặc biệt của Thắm đó nha, đặc biệt là Mother Day đó nha. Không biết mấy năm trước chắc là đâu có ai làm cho Thắm đâu. Năm rồi thì Lộc qua hơi trễ thì năm nay làm bù nha. Đặc biệt cho người đẹp thôi đó. Tại Thắm về coi như thế nào, surprise nha. Đẹp mắt không, đẹp mắt ngang không tệ đâu đó. Thấy không kìa. Về đi nha, về đi nha. Dẫn này vô. Thì khoảng giờ 2 tiếng nữa, 3 tiếng nữa Thắm mới về. 2-3 tiếng nữa Thắm mới về cho nên chuẩn bị trước nha. Đây là hộp bánh Happy Mother Day. Ê, phải chạy đi. Kể mua cái hộp bánh bánh gì à? Bánh sinh nhật nữa. Đây là hộp bánh Happy Mother Day nè. Happy Mother Day. Mấy cái bánh bông lan. Và cái chồng bông lan này là bông vàng. Thì màu đỏ thì nhiều quá rồi, thường quá rồi. Lọc lựa cái màu vàng. Không biết màu vàng thì cho cái gì mình không biết nha. Nhưng mà thấy ok, màu vàng là ok rồi đó. Happy Mother Day nha.
Thấy cũng đẹp mắt lắm chứ bộ, đâu có giỡn đâu. Rồi chà thấm nhan surprise nha. Rồi hôm nay thì làm vừa làm sinh nhật surprise thấm nhan, vừa làm sinh nhật vừa làm happy mother day của ngày của mẹ luôn nha. Thì Lộc mua rồi mà còn thiếu cái bánh sinh nhật thôi. Bây giờ phải chạy đi mua cái bánh sinh nhật, cái này surprise cho thấm để coi phản ứng của thấm như thế nào nha các bạn. Hy vọng rằng thấm vui, làm chút xíu chuyện nhỏ nhặt như vậy để giờ cho thấm được vui. Thì nhiều cũng như là một cái cảm ơn của Lộc để nói lên sự yêu thương của thấm đối với Lộc. Thì Lộc bây làm cái này thì mong rằng hy vọng thấm sẽ thích để thương Lộc nhiều hơn chút xíu. Thì Lộc mời các bạn theo dõi nha. Thì để coi bây giờ chạy đi mua cái bánh trước, rồi coi có mời được người bạn nào qua không. Ngay chỗ làm của thấm á thì qua Lộc rồi thử coi ai đi không. Thì cũng surprise thấm thôi, nói nhỏ thôi đó. Thì để coi như thế nào, phản ứng như thế nào nha các bạn. Thì hy vọng là có người đến, nếu mà không thì ở nhà thôi. Thì Quỳnh Anh, con gái Quỳnh Anh và Lộc thì vậy thôi. Thì chỉ có mấy người nhà, thì Lộc bạn bè của Lộc thì nó không có ai hết đó. Thì chỉ có gia đình trong gia đình thôi. Thì mời các bạn theo dõi nha, để như thế nào có phản ứng nha. Vì năm rồi đó Lộc mới qua, mà tí lại Lộc qua vào tháng 6, thì birthday của thấm vào tháng 5 và mother day cũng là trong tháng 5 luôn. Thì trong một ngày đó thì Lộc với lại năm ngoái đó Lộc không có đủ kinh tế nữa, không có đủ vừa Lộc vừa mới chở mình thì chưa có gì để biểu hiện làm cảm ơn của Lộc. Thì hôm nay thì năm nay năm mới rồi thì đã qua một năm, thì cũng là mừng Lộc được hơn một năm nay đã làm lại cuộc đời đã hơn một năm. Thì từ lúc mà Lộc vào trường cai tới bây giờ đó thì cuộc đời của Lộc đã thay đổi từ lúc đó, và để nói lên luôn tất cả hết nha. Rồi thì giờ đi mua bánh và mua đàn cày nữa, Lộc quên mua đàn cày. Thì mua đàn cày thì chả không biết là mấy cây thôi chứ không có mua nhiều. Thì để chúc mừng thắm bên đây và happy mother day luôn trong ngày hôm nay. Thì mời các bạn nha. Thì ở đây hôm nay trời ở cái vùng này là 90 độ nha các bạn, hơi nóng, nhưng mà ở trong nhà mình có máy lạnh không sao đâu. Nhỏ vậy đó thì trường mình làm sớm một ngày, tại vì đúng ra là ngày mai mới làm nha, nhưng mà mình surprise thắm để cho thắm có một cái gì vui vẻ nha. Bây giờ mình decorate happy birthday chờ cho thắm nha. Hôm nay quay chữ bắt đầu vô trong cái bánh happy birthday. Birthday to you. Bỏ vô.
Thì không biết là thấm cái dài không, không biết nữa nha. Rồi. Cái mẹ. Đốc thử. Giờ rồi thấy gọi người đẹp cái nha, không biết người đẹp đi đâu mà lâu thế. Trời nãy giờ rồi đấy nha, nôn lắm rồi đó, không biết càng sao thôi, đi đâu mà giờ. Còn đầu tiên làm xôn xao như vậy mà không ai có nhà hết, ngồi buồn tình luôn, ngồi buồn tình một mình luôn các bạn. Lần đầu tiên làm chiếc long trọng cho người yêu, người yêu đâu không thấy, có mình không biết sao đây. Hãy coi, hy vọng rằng người yêu thích. Happy birthday, happy Mother Day to you, Thắm. Surprise, yes. Nhan. Yeah. Yes. Vậy hả? Đó, lần đầu tiên trong đời được anh Lộc làm gì? Làm birthday và Mother Day. Birthday together. Birthday từ tới lần. Mười tay đi. Cái bánh cái bánh Mother Day. Birthday to me. Đó. Một cái bánh birthday, một cái bánh happy birthday. Rồi, để đốt đèn cày lên nha. Đó, thấy không? Rồi, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to vợ Thắm. Happy birthday to you, yeah. Hát trước. Ý giờ nó lay kìa. Nó lay. Tần tới lần mình đã hát sớm rồi. Đợi có này. Mà cũng cũng so happy tại xưa giờ không ai làm cho mình chứ. Giờ có người yêu. Tên Kiều. Tên Kiều anh. Happy birthday nè. Trời ơi, happy birthday nè. Đó, bữa nay có người ấy mua cho cái bánh. Bánh Mother Day. Happy birthday. Nhà hai người, chỉ có hai người làm thôi. Vậy thôi, bữa hôm anh kêu mở tiệc á chứ mà nó thôi đi làm mệt quá, rồi biến người không biết nấu cái gì nữa, thôi không làm luôn. Rồi, đó thì năm nay được làm birthday. Được làm birthday, làm Mother Day chung một ngày luôn ha. Yes. Hạnh phúc biết mấy luôn nha. Trời ơi, lần đầu tiên trong đời. Thank you. I love you. Thôi thì cắt bánh nè. Hay là muốn ăn bánh này. Ừ á. Muốn ăn bánh này hay là muốn cắt bánh? Dạ, muốn ăn cỡ thế nè. Nha. Em muốn cắt bánh này, muốn ăn bánh này. Thôi bánh này nè. Bánh này hả? Bánh này có trái cây. Thank you.
Hèn chi mình đi tính đi chợ, đi chợ mua đồ ăn xong rồi bé bé kêu đi về đi có này cho em nè, không biết gì đâu. Hèn chi đi ra phá cửa lại hỏi đâu vậy? Dễ sợ. Surprise nghe. Surprise, surprise. Ăn trúng cái này chừng cải răng hơi cứng. Dễ hả? Bánh khích trái cây này cũng ngon, hình trái tim đồ nữa dữ dằn. Hồi nay có chụp hình đó không anh? Vì chụp hình đấy thôi. Có hình trái tim bị lủng. Cắt ra rồi. Tim bị lủng một bên. Ừ. Trái tim này có 9 lỗ à. Tim 9 lỗ là hên lắm, là sống 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 mượt mà đó. 9 lỗ, 9 lỗ. Ừ rồi, ăn. Thank you anh. Làm birthday and mother day tomorrow too. Ngày mai là lễ ngày lễ của mẹ đó. Nhưng mà birthday là tuần tới rồi chứ không phải ngày mai. Cho nên làm sớm. Cái này nó đúng miếng à. À, thương tao. Thương quá, thương luôn. Quá thương luôn. Surprise hết hồn quá, muốn xúc động luôn. Té xỉu không? Muốn té xỉu. Bữa nay gì quá mệt. Kê bay. Thí nghe thấy chịu hết nổi rồi. Bay rồi. Nổi rồi kìa. Bữa nay bao nhiêu mệt mỏi dũa neo bây giờ tan biến hết rồi. Mấy ngày nay lễ đông khách cho nên dũa tối ngày không ăn luôn. Giờ đó bụng mà về có khách, có người làm bếp đề, mơ đê rồi. Dễ sợ. Cũng ngon, bánh cũng ok không? Không ngon nhưng có người mua cho ăn cũng ngon hả? Ừ. Đúng không? Ừ. Có người mua cho ăn là vui à, không ngon cũng chả được ngon. Ngủ không liễu rồi tới nó thôi nó đi qua nhà má chồng nó rồi. Ủa anh ngủ liễu hồi nào anh không biết. Lúc anh tới đó. À. Nó đi tới nhà về nhà má chồng nó rồi. Ờ má rồi đê mà. Ừ. Phải đi qua đó chứ. Qua mẹ nhà chồng đó. Mấy chục năm trời mới có cái bịch, có mới có cái bịch, có bịch đề, có người tổ chức cho mình. Nhiều mấy chục năm dữ vậy? Đâu có giờ làm bếp đề gì đâu. Vậy sao? Tội nghiệp vậy hả? Ừ. Vậy là năm nay hạnh phúc lắm rồi đó. Năm quá. Năm nay có mùa xuân lắm rồi đó nha. Năm nay có mùa xuân rồi. Tuy rằng có hai người cũng thấy ấm áp. Đúng không? Em mấy chục năm đó giờ anh không có luôn. Không có, bữa là anh làm cái tiệc nào em đi qua đó. Ờ mình cậu đi cũng không. Nó đi mà cũng có em cái đó. Cái đó không phải, cái đó đâu đúng đâu. Lúc đó còn bỡ ngỡ, chưa dám. Có đầu tính đâu. Chưa dám lúa đầu ra. Cái này mới là thật sự là birthday của mình. Ừ, riêng tư phải không? Ừ, riêng tư của mình. Anh nấu gì sâu rồi. Luộc trứng ăn, đói bụng quá. Ừ. Ừ. À, rồi. Mà tất cả. Quên. 2 4 7 cái. 7 cái bánh. Ừ. Ừ. Thì em thứ 7, anh cũng thứ 7 luôn, 7 cái bánh. Trời ơi, tính vậy luôn hả? Ừ. Dễ sợ. Miếng nữa đi. Hối để bụng ăn trứng kìa. Nè ăn miếng này đi, ăn miếng này. Ăn nhiều quá no sao? Bánh này đâu có nhiêu đâu mà nó. Đó, chuyện gì cũng thấy vui đó nha cả nhà. Không cần à. Không cần cái gì. Gì? Rơm rà. Cao lương mỹ vị gì đó. Thank you. You're welcome. Chuẩn bị mấy tiếng đồng hồ á, chạy đi mua. Trời. Về dẫn về em. Gì mà mấy tiếng đồng hồ.
ta đi mua bánh rồi, chạy xong rồi mua bông, mới này xong hết, nó quên cái bánh birthday. Phải chạy ra đi mua cái bánh birthday nữa. Lúc mà chạy ra em á, lúc anh ghé em là anh mua chưa? Chưa, chưa mua bánh birthday, mua cái này hết rồi. Mua một cái thôi, mua một chi hai cái gì vậy? Nó là đế, người birthday khác. À không có ra đó, người lại dân tin định đủ mấy người đó đó, mấy người bên ngoài tiệm á. Bong bóng. Quả hồng còn có bong bóng nữa. Mother's Day. Be Mother's Day, 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 day. Cậu anh mua mình bong mới luôn hả? Vậy đó. Cái nắp đâu, nắp này nè, đậy lại. Nắp gì? Cái nắp bánh á. Nghe nè, nắp đây nè. Ừ, bỏ đi, nó mua mới, nó đã dùng rồi. Rồi, giảng tôi nha các bạn, thôi thì à, bếp đây nhà mình chỉ có bấy nhiêu. Bây giờ, miễn ra, người yêu vui là vui rồi, vui lòng là mình vui rồi. Một cái kỷ niệm cho năm nay. Cũng là lần đầu tiên. Lần đầu tiên các cái nhà này á. Ai ai Lộc vợ chồng Lộc cũng kính chúc hết tất cả bà mẹ trên thế giới này một ngày vui vẻ hạnh phúc nha. Thì năm nay thì cũng là lần đầu tiên Lộc làm mua bông, mua bánh, làm birthday cho người yêu của mình nha, trong cuộc đời của mình là lần đầu tiên cũng như là cái may mắn của Lộc, và cũng để nói lên sự để tỏ lòng để cảm ơn Thấm đã vì Lộc mà trải lòng cho Lộc, hy sinh cho Lộc. Lộc không biết nói gì hơn là chỉ hai chữ cảm ơn Thấm. Cái gì cảm ơn hoài. Và cả cộng đồng mạng của mình đã động viên ủng hộ Lộc từ hơn năm nay. Nhất là Thấm là người hy sinh cho Lộc nhiều nhất. Lộc làm một chút xíu việc nhỏ nhặt này để tỏ lòng ơn của Lộc, và cũng thương để nói lên sự yêu thương của Lộc đối với Thấm. Thì Thấm đã vì Lộc mà bỏ hết tất cả những thứ không cần thiết trong cuộc đời, mà vì Lộc mà cũng giúp Lộc thoát khỏi cảnh con suối và trở lại một con người đàng hoàng như ngày hôm nay. Lộc cảm ơn rất nhiều. Ok, nhân dịp lễ của người mẹ thì Thấm xin chúc những anh chị chưa làm mẹ và đã đang làm mẹ mùa ngày lễ của mẹ được tràn đầy hạnh phúc, niềm vui cuộc sống trong gia đình của mình. Và Thấm cũng cảm ơn anh quý anh chị đã từng theo dõi Thấm với Lộc. Chúc cả nhà ngày mới nhiều niềm vui và hạnh phúc trong gia đình, trong tương lai của mình nha. Ok rồi. Ok. Thì Lộc xin chào nha, tạm biệt tất cả mọi cô chú anh chị em. Một ngày Happy Mother's Day và cho tất cả mọi người chúc Thấm một năm sinh nhật vui vẻ hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mình, là trong căn nhà này một cái kỷ niệm không bao giờ quên nhé. Rồi, bye bye. Thêm một tuổi nữa đó nghe cả nhà, già thêm tuổi nữa đó. Thấy vấn đề là thấy già đó.